Trong nhiều ngày qua, hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía Nam trên hành trình về quê qua địa phận các tỉnh miền Trung được lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng bố trí xe ô tô đưa đón và hướng dẫn di chuyển qua thành phố, đảm bảo an toàn nhất là trong công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, công an thành phố còn tận tâm hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con, giúp cho hành trình về quê của mỗi người dân ấm áp hơn bao giờ hết. 5 giờ chiều ngày 5 tháng 10, trước giờ đón đoàn 600 người dân từ các tỉnh phía Nam đến địa phận giáp ranh giữa Quảng Nam và Đà Nẵng, hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an thành phố Đà Nẵng được huy động trực tiếp phân chia 1.000 suất quà để hỗ trợ kịp thời cho bà con khi đến điểm dừng chân. Đây là cái tình cảm, tình đồng chí nghĩa đồng bào, anh em cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng nói chung, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông, chúng tôi tâm nguyện rằng trong lúc bà con khó khăn, cần có sự chia sẻ, cần có sự giúp đỡ, thì chúng tôi nghĩ ra vấn đề đó và cũng đã có một cái phối hợp liên hệ với các cái mạnh thường quân để có một cái tiếp sức cho bà con bằng những việc làm không, những món quà tuy là nó không có lớn nhưng mà nó đảm bảo đủ cái hỗ trợ cho bà con, đủ cái sức để mà về đến quê hương. Trải qua một hành trình dài từ các tỉnh thành phía Nam về quê qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều người dân cũng đã bắt đầu thấm mệt. Nắm bắt được tình hình này, cảnh sát giao thông thành phố cùng các mạnh thường quân đã chung tay có những phần quà nước uống, áo mưa để động viên tinh thần bà con trở về an toàn. Sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm, tận tình của công an thành phố lúc này khiến ai ai cũng cảm thấy ấm lòng. Có anh các tịch các đấy là rất là nhiệt tình, rất là vui cho bọn em, thì bọn em rất là nhiệt tình, rất là phấn khởi. Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 10, cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã phối hợp với công an các quận huyện đón dẫn 24 đoàn, 7.100 phương tiện và hơn 13.000 người qua địa bàn thành phố. Ngoài việc bố trí tiếp đón, công an thành phố còn lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn, nhất là những gia đình lưu thông bằng phương tiện xe máy qua các khu vực đèo núi khó khăn, hiểm trở. Bà con được đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ cho bà con được nghỉ ngơi, ăn uống và có những cái vấn đề tiếp cận, tư vấn trong cái công tác tham gia giao thông, nhất là những cái thời điểm vào buổi tối để bà con được đi theo một cách trình tự, khoa học và được sự hỗ trợ và tiếp cận của lực lượng cảnh sát giao thông. Nhờ được sự hỗ trợ và đón dẫn nên trong 4 ngày qua, người dân ở các tỉnh thành phía Nam qua địa bàn Đà Nẵng đều được đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thống nhất chủ trương hỗ trợ trung chuyển người về quê qua địa phận thành phố ra tới địa phận giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỉ những việc làm ý nghĩa ấy cũng khiến bà con ấm lòng trên hành trình trở về quê trong mùa dịch.